phát la đăng clip cho biết Tạo Văn Nghệ sẵn sàng quẩy trong đám cưới sắp tới. Đồng thời nam diễn viên cũng hé lộ vài thông tin liên quan đến chuyện kết hôn của Buka và Di Thứ Kiệt. Ngoài những lời chúc hạnh phúc, Phát La làm rõ nghi vấn, Di Thứ Kiệt và vợ tương lai có tin vui. Qua câu úp mở bằng cặp đôi này sẽ thông báo vào dịp đám cưới sắp tới. Cụ thể Phát La nói, tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố ra, còn chuyện Buka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai. Chúc cho Di Thứ Kiệt và Buka sớm có quý tử nha. Nhiều người còn cho rằng đây là hình Buka Di Thứ Kiệt có song hỷ, tuy nhiên không loại trừ khả năng Phát La chỉ nói đùa để trêu ghẹo cặp đôi. Trước đó Hòa Minzy cũng mong được nhã phí sinh con, còn nhiệt tình đòi tặng lại những bộ đồ sơ sinh của bé Bo cho Di Thứ Kiệt và Buka để cả hai nhận may mắn sớm lên chức. Đáng nói, Di Thứ Kiệt còn thắc mắc rằng liệu em bé là con gái thì có mặc đồ của quý tử nhà Hòa Minzy hay không? Mạng tương tác của Di Thứ Kiệt và Hòa Minzy cũng khiến cư dân mạng cho rằng nam diễn viên ngầm xác nhận sắp làm bố bỉm. Tuy nhiên trong lần lộ diện gần nhất, Buka trông rất thon gọn, cô còn nhiệt tình bày trò kéo lôi ca sĩ Anh Tú để giật lại ông xã tương lai. Buka cho biết cặp đôi đang dự định làm đám cưới vào cuối năm nay. Buka và Jin đã quen nhau được 4 năm rồi. Dịp sinh nhật Jin hôm nay, Buka và Jin chính thức công khai hẹn hò và khẳng định bằng việc đã cầu hôn. Đám cưới sẽ được dự định tổ chức vào cuối năm nay. Trường Giang từng tiết lộ ngày cưới cặp đôi. Hôm nay mình tổ chức đám cưới cho Jin và Buka. Nay tổ chức giả biết đâu tháng 11, tháng 12 này. Mình tổ chức thật thì quá trời hạnh phúc luôn. Nếu ông trời sao duyên thì hai đứa yêu nhau thật sự thì đến với nhau chứ ngại gì. Buka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, quê Cần Thơ. Nữ diễn viên được biết đến khi tham gia một số vở kịch hài của sân khấu Thế giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, đóng phim điện ảnh Chạy đi rồi tính yêu đi đừng sợ, Mùa viết tình ca. Năm 2020 cô gây chú ý trên màn ảnh với phần Gạo nếp gạo tẻ. Năm 2022 cô góp mặt trong Kẻ độc hành, dự án do Huỳnh Lập sản xuất, lọt vào top 1 phim hot trên Netflix Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.